Ok, mình chào các bạn nhá. Hôm nay vừa làm xong hai con diều các bạn ạ, nhưng mà ra test muộn quá rồi. Ui, hừng tối quá các bạn nhá. Đây, đây còn cả đũa sò vàng các bạn. Đây, còn cả đũa sò vàng. Đây còn bên men các bạn nhá. Rồi giờ test con nào trước các bạn nhỉ? Con test 3 mét trước thì tôi. 3 mét trước các bạn nhá. Có phải đính vào đi không nhỉ? Không cần đâu, cứ lấy bài thôi. Tối qua là khách trên là hồi diệu đang chọn, mình vừa đi test về xong.